Bài viết số 9 Thơ cho thiếu nhi hôm qua và hôm nay Định Hải Vào những năm cuối của thập kỷ 70 trở về trước Thơ cho thiếu nhi nằm trong một giai đoạn phát triển bình thường Đó là chặng đường ban đầu Là thời kỳ nhen nhóm và gây dựng Chúng ta không quên công lao của những người Đã đặt những viên ngạch đầu tiên Thô mộc cho nền móng ấy Những bài thơ gần như Sớm nhất đã ra đời Dù sao cũng có những ý nghĩa nhất định đó là những bài thơ của Nam Hương, Bảo Định Giang, Nguyễn Đình, Nguyễn Xuân Xanh, Thanh Tịnh, Thái Hoàng Linh, Xuân Tử, Hồ Thiện Ngôn, Thi Ngọc, Nhược Thủy, Vũ Ngọc Bình. Trong những năm đầu, sự xuất hiện của thơ Phạm Hổ và thơ của Võ Quảng đã làm cho thơ thiếu nhi trở nên sinh động hẳn lên. Từ đó, từ những năm cuối của thập kỷ 50 đến những năm cuối của thập kỷ 70, tuy chỉ trong vòng 20 năm, thơ cho thiếu nhi cứ ngày càng cứng cáp hơn, hoàn thiện hơn, bởi dần đi những non nớt vụn về thuở ban đầu. Cứ mỗi năm, nhà xuất bản Kim Đồng, lúc bấy giờ, cũng cố gắng in hàng chục tập thơ, phạm hổ, võ quản, hầu như năm nào cũng có một tập thơ, nhiều nhà thơ chuyên viết cho người lớn, cũng đã có tập thơ cho thiếu nhi, như Huy Cận, Tú Mở, Tế Hanh, Huyền Kiêu, Trinh Dường, Phan Xuân Hạc, Hoàng Minh Châu, Ngô Quân Miện. Cứ một vài năm sau, người ta lại thấy có thêm nhiều tác giả mới xuất hiện, làm cho thơ thiếu nhi thêm phong phú, tươi vui, hấp dẫn. Lâu lắm rồi, nhưng người ta vẫn còn nhắc đến chùm thơ về mùa hè của Nguyễn Thanh Toàn, Hải Phòng, bài thơ Mặt trời xanh của Nguyễn Viết Bình, Hà Nội, bài mẹ của Nguyễn Lê, Hà Tĩnh, bài chiếc xe lưu của Trần Nguyên Đào, bài Hương Cớm Tới Trường của Minh Chính và rất nhiều bài thơ khác đã đi vào lòng bạn đọc cả một thời. Nhà xuất bản Kim Đồng hồi ấy không mấy ngần ngại khi in và phát hành các tập thơ của các tác giả cũ và mới, già và trẻ và cả thơ của chính các em viết nữa. Những nhà thơ thường được nhắc đến lúc ấy bên cạnh và tiếp sau Phạm Hổ, Võ Quảng, là xuân quỳnh quang huy thanh hào ngô viết dinh trần mạnh hào đó là những người có nhiều đóng góp nhất cho thơ thiếu nhi có nhiều tập thơ hay bán chạy được tặng thưởng được tuyển chọn nhiều bài vào sách giáo khoa và các tuyển tập nhưng còn rất nhiều nhà thơ khác tuy không chuyên viết cho các em song cũng có những bài thơ chùm thơ tập thơ được dư luận chú ý có thể kể đến các tập thơ của Phan Thị Thanh Nhàn, Võ Văn Trực, Nguyễn Bao, Nguyễn Bùi Vợi, Hữu Thỉnh, Nguyễn Đức Mậu, Vương Trọng, Diệp Minh Tuyền, Bế Kiến Quốc, Ngô Văn Phú, Lê Thị Mây, Tô Hà, vân vân. Nhìn chung, thơ của thời kỳ đầu có nhiều nét đáng yêu của tuổi thơ, có sự mộc mạc, chân thành, có cái trong trẻo, nhẹ nhàng có sự chất chiêu ấp ủ những tình cảm đẹp đẽ nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ nếu có hơi lộ liễu những mong muốn khuyên răng và cả ý thức phục vụ kịp thời cũng là điều dễ hiểu không thể vinh vào đó mà phủ nhận tất cả phủ nhận cả những mặt tốt không phải dễ gì mà có thơ của các nhà thơ viết cho trẻ em thường là thơ đôn hậu nhân ái đem cái đẹp đẽ và cái thiện đến cho các trẻ em với cả tấm lòng ưu ái của lớp cha anh mong muốn con em mình lớn lên thành những công dân tốt thành những chiến sĩ đi đầu trong cuộc đấu tranh thành các thiên tài vĩ nhân gieo trồng thế nào chăm bón thế nào thì có mùa màng như thế có nhân nào thì có quả ấy không có thể phủ nhận được những kết quả những tác dụng của thơ lúc bấy giờ dù sao thơ viết cho các em cũng đã được các em đọc, các em thuộc, và nhiều em còn nhớ rất lâu những bài thơ hay của các nhà thơ. Sau 30 năm, 40 năm, các độc giả bình thường nhất cũng còn nhớ những bài thơ họ đã học thuộc lòng từ thỏa thiếu thời. Có cái gì trong những bài thơ đó để cho họ nhớ, chắc không phải là những cái xấu, không phải là cái vô bổ người việt nam thích đọc thơ thích làm thơ tuổi trẻ việt nam càng thích thơ thơ là bầu bạn là người tri âm người đối thoại với mình thơ nói giúp người ta rất nhiều điều ở rất nhiều thời điểm cần thiết trong cuộc sống đời thường trong những bước đi của đất nước hòa đồng với thế giới và không ra khỏi số phận chung của sự sống trên trái đất người việt nam ta có chất thơ trong tâm hồn từ nhỏ ai cũng muốn làm thơ để véo von ai cũng ngỡ mình sẽ thành nhà thơ và hơn thế nữa các bậc cha mẹ mừng rỡ thấy con mình làm thơ rất sớm và nất nởm hy vọng chúng sẽ trở thành những nhà thơ trong tương lai song cho dù là có những khuyết tật dễ thương ấy người ta vẫn không quên có một thời đã xuất hiện một thần đồng thơ là trần đăng khoa mà cả thế giới biết đến với những bài thơ nhỏ mạnh hơn bơm và bên cạnh Trần Năng Khoa là Khánh Chi, Hoàng Hiếu Nhân, Cẩm Thơ, Chu Hồng Quý, Nguyễn Hồng Kiên. Thơ của các em lúc bấy giờ nở rộ nhất vào những năm 60, 70, làm cho nền thơ thiếu nhi vừa được mở rộng, vừa được nâng cao, góp thêm nhiều màu sắc, nhiều hương vị mới thật mời mọc. Từ những năm cuối thập kỷ 70 đến những năm cuối thập kỷ 80 trong khoảng chưa tròn chục năm, thơ Thiếu Nhi có chững lại bởi nhiều lý do. Vả chăng không nên xem đây là một giai đoạn, một chặng đường, vì cũng chỉ trong vòng 7-8 năm, thơ cho thiếu nhi có phần giảm sút về cả số lượng và chất lượng, nhưng chỉ nên xem như đó là một sự chuyển tiếp, nằm trong sự chuyển tiếp chung của cả xã hội, của nhiều lĩnh vực khác, của cả văn học cho người lớn. Trong những năm tháng chuyển đổi ấy, không phải là thơ viết cho thiếu nhi đã bị dứt đoạn không phải là không có những thành tựu không phải là không có những nhân tố mới tìm tòi mới những đóng góp mới những người có công đưa thơ thiếu nhi chuyển động hòa nhập với cuộc sống mới cơ chế mới là những nhà thơ có tâm huyết đeo đuổi suốt cuộc đời cho sự nghiệp này song chính họ cũng phải nhận rằng người đứng mũi chịu sào trong khúc ngoặt này phải là lực lượng trẻ sung sức không phải là trẻ tuổi đó là những nhà thơ đã xuất hiện từ lâu đã nghiền ngẫm từ nhiều năm trước đã say mê tìm tòi từ những năm trước đến một thời điểm mới họ khẳng định vị trí của mình một cách dễ dàng đúng ra là họ đang vào lớp đi trước hoặc có làm nòng cốt đi chăng nữa để đưa thơ viết cho thiếu nhi bước ra khỏi tình trạng khô cứng mòn mỏi trùng lập đơn điệu làm sao cho thơ thiếu nhi thực sự hiện diện trong đời sống của trẻ thơ hôm nay như một điều thiết yếu một sự thiết thực một mong muốn thiết tha như vậy nó không thể chỉ là đôi nét ngây thơ với vài ba sự ví von với vài ba cây con làm chất liệu trong khi cả nước bừng dậy cả nước đang chuyển động chuyển động trong cả từng gia đình từng ngõ xóm từng góc phố chuyển động trong nhận thức trong tình cảm thì thơ cho thiếu nhi không thể không chuyển động theo và có sự bổ sung vào đội ngũ những cây bút mới tuy là ít ỏi nhưng chúng ta không thể không nhắc đến những tác giả đã đi đầu trong những năm tháng khó khăn ấy đó là nguyễn hoàng sơn mai văn hai quang khải đặng hấn trần quốc toàn dương thuấn đỗ xuân thanh lê hồng thiện trần hồng thắng nguyễn ngọc quế hoàng tá nguyễn châu phùng ngọc hùng phạm đình ân xuân hoài trương vĩnh tuấn thanh quế đồng xuân lan nguyễn thanh kim nguyễn trác trương sương trần tâm nguyễn ngọc ký nguyễn khoa đăng thái đăng long nguyễn vũ tìm lệ bình dương huy đông trình đó là một đội ngũ đáng tin cậy họ là tác giả đã có ít nhất một hoặc hai tập thơ được bạn đọc chú ý. họ có những giọng điệu riêng không hao hao na ná như nhau ở giai đoạn trước. họ đã được tặng thưởng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi có khá nhiều người trong số đó đã nhanh chóng trở thành hội viên hội nhà văn việt nam. trong khúc hoặc chưa đầy mười năm thơ cho thiếu nhi đã thực sự có những dấu hiệu chuyển mình song vì số lượng tập thơ xuất bản chưa nhiều, số thơ đến tận tay các em chưa nhiều. Tác giả thường phải bỏ tiền ra, in dâm trăm bản chỉ đủ để tặng bạn bè, người thân. Thơ viết cho các em cũng như thơ cho người lớn đang còn đi tiếp trên đường dài, còn tìm tòi, thể nghiệm, còn cần có thời gian để kiểm chứng, sàng lọc. Các em có yêu thương thơ? Các em có đọc thơ không? đó không còn là câu hỏi phải đặt ra nữa. Bây giờ có lẽ nên hỏi rằng các em cần gì ở thơ, các em muốn thưởng thức thơ loại như thế nào. Từ những năm cuối thập kỷ 80 đến nay, trong vòng 5 năm qua, tình hình thơ viết cho thiếu nhi trong khung cảnh nền văn học chung của đất nước có những bước tiến triển đáng mừng. Thơ lại được in nhiều hơn trước đây, nhà xuất bản Kim Đồng không những đã hỗ trợ cho hàng loạt Nhà thơ tự in sách, tự phát hành mà còn chủ động xuất bản nhiều tập thơ có giá trị, nhằm khẳng định bước phát triển mới của thơ thiếu nhi. Với số tiền lãi thu được từ việc ấn hành bộ tranh truyện Doraemon, nhà xuất bản Kim Đồng đã trích ra một khoản tiền lớn dành cho việc hỗ trợ, nâng đỡ các tác giả thơ trẻ và khẳng định thành tựu thơ chung và riêng ở những tác giả tiêu biểu. Những năm gần đây, thơ viết cho thiếu nhi đã có sự song sáo hơn, có phần trẻ hóa, có phần trăn trở, cố gắng đi vào cuộc sống, không chỉ đơn điệu với một vẻ mặt ngây thơ, hiền lành. Thơ cho thiếu nhi giờ đây đang được chia ra các loại lứa tuổi khác nhau, và thật sự các nhà thơ đang có ý thức đem đến cho mọi lứa tuổi một món ăn thích hợp. Giờ đây, bên cạnh thơ cho nhi đồng, Ta thấy có những tập thơ dành riêng cho lứa tuổi thiếu niên lớn và những tập thơ dành riêng cho các cháu mẫu giáo, nhà trẻ. Việc phân loại này thật sự là một nhu cầu thực tế, một việc làm khoa học nghiêm túc. Song, đây mới chỉ là bước đầu. Làm sao để có một bài thơ hay cho nhi đồng nhưng thiếu niên cũng thấy thích và cả người lớn cũng muốn đọc? Đó là những bài thơ có nhiều tầng những bài thơ không có giới hạn về người đọc người thưởng thức đó là tài sản chung của một thế hệ một thời đại tạp chí tuổi xanh cùng với báo mực tím hoa học trò đang giới thiệu khá nhiều thơ của chính các em viết hầu như trong mấy năm qua thơ của chính các em viết nhất là các em thiếu niên lớn có nhiều nét gần với tâm hồn các em bởi đó chính là các em nói về các em nói với các em có thể ít năm sau sẽ có thêm khá nhiều cây bút làm thơ cho Thiếu Nhi được bổ sung từ trong số các em đang làm thơ hôm nay. Như vậy, chúng ta vẫn đang còn hy vọng chờ đợi những bước đi tiếp theo của thơ Thiếu Nhi bởi nó đã và đang chuyển động thực sự trong nguồn chuyển động chung của văn học nước ngoài. Tạp chí Văn học số 5 năm 1993